Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, với tốc độ thiết kế đạt 350 km/h, thời gian từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội chỉ mất gần 5 giờ. Đường sắt cao tốc Bắc Nam hứa hẹn là phương tiện di chuyển thuận lợi cho hành khách, có thể thay thế các phương tiện khác như máy bay. Liên quan đến dự án trọng điểm này, mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần phải có đột phá, đổi mới và đặt mục tiêu quyết tâm xây dựng 1.541 km đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam trong 10 năm. Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vận tốc 350 km/h phấn đấu hoàn thành năm 2035. Sáng ngày 11 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của thường trực chính phủ về đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam để chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm, nguyên tắc, phương pháp luận là phải đột phá, đổi mới với tầm nhìn chiến lược hiện đại, hiệu quả theo chương trình nghị quyết 49. Mục tiêu yêu cầu là hoàn thành khoảng 1 một km đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam qua 20 tỉnh thành phố, thời gian thực hiện trong khoảng 10 năm, phấn đấu hoàn thành vào năm 2035. Về giải pháp để đạt mục tiêu trên, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hướng tuyến thuận lợi nhất, ngắn nhất có thể, hiệu quả nhất, lựa chọn tốc độ thiết kế khoảng 350 km h Về công năng vận tải, Hiện trên trục giao thông Bắc Nam đã có 3 tuyến đường bộ, gồm quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, đường bộ cao tốc đang được xây dựng, cùng các tuyến đường biển, hàng không, đường sắt. Do đó, phải nghiên cứu xây dựng đường sắt tốc độ cao với công năng phù hợp để phát huy thế mạnh bổ sung của các loại hình vận tải. Nghiên cứu theo hướng vận tải hành khách là chủ yếu, kết hợp vận tải hàng hóa nhanh và phục vụ quốc phòng an ninh khi có nhu cầu, đồng thời tiếp tục cải tạo, nâng cấp đường sắt hiện hữu để vận chuyển hàng hóa thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng về tổng mức đầu tư bảo đảm phù hợp lưu ý so với đường sắt tốc độ cao của các nước ở tốc độ quy mô tương tự và tính đến yếu tố địa hình địa chất của việt nam tính toán khả năng thu hồi vốn đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội hiệu quả tài chính hiệu quả vận tải logistics hiệu quả tổng hợp trực tiếp và gián tiếp, từ đó nghiên cứu cơ chế, chính sách để huy động nguồn vốn theo các phương thức khác nhau, đa dạng hóa nguồn vốn, vốn trung ương, vốn địa phương, vốn vay, phát hành trái phiếu, vốn doanh nghiệp. Thủ tướng cũng lưu ý cần phương án tổ chức quản lý theo hướng thông minh, hiện đại, số hóa, gồm quản lý kinh doanh vận tải và quản lý kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, hình thành hệ sinh thái để phát triển ngành công nghiệp đường sắt theo yêu cầu tại Nghị quyết 49 với bước đi lộ trình phù hợp. 5 lý do cấp thiết Việt Nam cần làm sớm 1.545 km đường sắt tốc độ cao Bắc Nam Trước đó, Bộ Chính trị đã có kết luận số 49 KLTU. Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 103-2023-QH15, trong đó yêu cầu nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số tuyến đường sắt quan trọng quốc gia, tuyến đường sắt trục Đông Tây, nghiên cứu hoàn thiện đề án về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, phấn đấu phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sớm nhất có thể trong năm 2024 một trong những lý do đầu tiên được ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải đưa ra là nhằm thực hiện hóa các chủ trương định hướng của đảng đã được ban hành trong các văn kiện nghị quyết của ban chấp hành trung ương nghị quyết kết luận của bộ chính trị và thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia chủ trương xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục bắc nam đã được đảng nhà nước đề ra trong các văn kiện nghị quyết kết luận và thống nhất xác định quan điểm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là trục xương sống và yêu cầu xây dựng tuyến đường sắt quốc gia tốc độ cao hiện đại, đồng bộ, khả thi, hiệu quả, có tầm nhìn chiến lược dài hạn, phát huy được các lợi thế tiềm năng của đất nước, phù hợp. Lý do thứ hai, độc bộ giao thông vận tải đưa ra là nhằm tạo động lực lan tỏa, tăng cường kết nối vùng miền, các cực tăng trưởng tạo ra không gian phát triển kinh tế mới, tái cấu trúc các đô thị, phân bổ lại dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Với ưu thế vận tải khối lượng lớn, thời gian ngắn, tin cậy, thuận tiện, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam sẽ rút ngắn khoảng cách giữa các địa phương, vùng miền, kết nối các thị trường, tạo ra một hành lang phát triển mới, góp phần giảm áp lực dân số, quá tải hạ tầng tại các đô thị thứ ba, việc đầu tư dự án này theo Bộ Giao thông Vận tải là để đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang Bắc Nam, là hành lang vận tải lớn nhất, quan trọng bậc nhất của cả nước. Hành lang Bắc Nam đã có đầy đủ năm phương thức vận tải. Tuy nhiên, về vận tải hành khách đang có sự mất cân đối, phát triển thiếu bền vững, trong đó đường bộ chiếm 62,9%, hàng không chiếm 36,6% và đang tăng nhanh, đường sắt chỉ chiếm khoảng 0,5 đến 1% thị phần và đang có xu hướng tiếp tục giảm nên cần đường sắt tốc độ cao góp mặt càng sớm càng tốt. 4. Là tạo tiền đề, động lực phát triển công nghiệp đường sắt, công nghiệp phụ trợ. Công trình khổng lồ này sẽ tạo ra thị trường cho các doanh nghiệp công nghiệp cơ khí, sản xuất thiết bị, tòa xe, công nghiệp phụ trợ phát triển, trước mắt đáp ứng nhu cầu sản xuất thiết bị, linh kiện thay thế trong nước, từng bước tiến tới xuất khẩu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ước ừ tính nhu cầu thị trường về toa xe trong nước khoảng 12 tỷ đô la Mỹ lý do thứ năm nghiên cứu của hiệp hội đường sắt thế giới cho thấy đường sắt tốc độ cao là phương thức vận tải bền vững an toàn thân thiện và tỷ lệ chiếm dụng đất của đường sắt tốc độ cao ít hơn các phương thức vận tải khác việc đưa vào khai thác tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ tạo nên phương thức vận tải bền vững an toàn tiết kiệm tài nguyên từ chung lại, việc hình thành nên tuyến vận tải khối lượng lớn, nhanh, an toàn như đường sắt tốc độ cao sẽ không chỉ giải quyết với nhu cầu vận tải mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thúc đẩy phát triển các đô thị dọc tuyến, kết nối các đầu mối kinh tế, phân bổ lại dân cư, tránh tập trung tại hai cực của đất nước như hiện nay. Báo cáo Chính phủ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, giữ nguyên phương án tuyến đường sắt tốc độ cao, dự kiến vận tốc thiết kế 350 km h dài khoảng 1.500 km, phục vụ cả hành khách lẫn hàng hóa khi cần, trong khi đường sắt Bắc Nam hiện tại sẽ chuyển sang chủ yếu vận tải, vốn đầu tư khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Từ các đánh giá phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Thống kê, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được dự báo có thể góp phần tăng trưởng GDP hàng năm khoảng 1% từ năm 2025 đến năm 2037. Nhật Bản sẵn sàng tham gia đại dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Liên quan đến dự án đường sắt Bắc Nam, sáng ngày 10 tháng 6 vừa qua, tại Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp và làm việc với đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Ito Naoki về thúc đẩy hợp tác hai bên lĩnh vực giao thông vận tải. Với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, chính phủ Việt Nam cũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ vốn, kỹ thuật để có thể thực hiện hóa hợp tác này. Phía Nhật Bản mong muốn được cung cấp thông tin chi tiết, tài liệu dự án Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki Sunichi cũng đã xác nhận về các đề xuất từ phía chính phủ Việt Nam đều mang ý nghĩa quan trọng và cam kết rằng phía Nhật Bản sẽ nghiên cứu và hợp tác để sớm đưa ra giải pháp khả thi cho dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam với dự kiến tổng vốn đầu tư lên đến 67 tỷ đô la Mỹ. Vừa qua, đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Hồ Đức Phước đã có cuộc họp và làm việc với Bộ Tài chính của Nhật Bản. Trong buổi gặp này, Bộ trưởng Hồ Đức Phước đã chia sẻ thông tin với Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản, Sunichi Suzuki, về dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam với dự kiến tổng vốn đầu tư lên tới 67 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư dự án này sẽ được huy động 30% từ nguồn vốn nước ngoài, phần còn lại sẽ đến từ vốn trong nước. Với cam kết này, Việt Nam hy vọng rằng Nhật Bản sẽ tham gia cung cấp vốn cho dự án quan trọng này. Bên phía Nhật Bản, bộ trưởng Suzuki đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và ngân hàng Nhật Bản để hợp tác và đầu tư vào Việt Nam. Ông cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các dự án lớn như dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đối với sự phát triển của Việt Nam và thể hiện sự quan tâm, sẵn sàng tham gia vào dự án này cũng như các dự án hạ tầng khác mà Việt Nam đang triển khai. Trước đó, vào tháng 1 vừa qua, tại trụ sở chính phủ Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki Sunichi và đề xuất Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong việc nghiên cứu và xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản đã xác nhận rằng các đề xuất từ phía Việt Nam đều mang ý nghĩa quan trọng và cam kết rằng phía Nhật Bản sẽ nghiên cứu và hợp tác để sớm đưa ra giải pháp khả thi cho dự án này dự án đường sắt cao tốc bắc nam được coi là một khâu đột phá trong hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông làm thay đổi cơ cấu thị phần của các chuyên ngành vận tải đưa ngành đường sắt trở thành ngành vận tải chủ đạo cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo